Chào bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi so sánh về hai con Cebu, đó là i3-2120 và i3-3240. Chúng ta sẽ đánh giá trên hai phương diện. Một phương diện thứ nhất đó là test game thực tế của lô 2. Phương diện thứ hai đó là đánh giá của cộng đồng. Thì test game thực tế, tôi sẽ lấy cái cấu hình đó là main H61, RAM 8GB và trên hai con Cebu đó là i3-2120 và i3-3420. Và các màn hình đó là GTX 650, GT 650 bản 2GB RAM 5 bit 128. Và cái game chúng ta dùng để test, để so sánh hai con CPU này đó là game PUBG. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào test trên cả hai phương diện như mình đã nói trên. Còn kết quả dự định và kết quả mua hàng hay là đưa ra quyết định để cái nào mạnh hơn thì tùy các bạn. Các bạn sẽ có những trải nghiệm thực tế nhất ở game và các bạn có những trải nghiệm mình đúc kết lại cho các bạn trong thực tế nó được cộng đồng đánh giá như nào. Còn bây giờ chúng ta bắt đầu. Video này cũng có làm tựa đề và làm gợi ý cho các bạn để các bạn xây dựng những cấu hình đi kèm với con Cebu đó là i3-2120 và i3-2400 để các bạn chơi game hay là biên tập video hay là chim hay tất kể cái gì. Thì các bạn hãy dựa vào cái bố cục này, các bạn dựng lên cho mình những thứ mình yêu thích. Chúng ta bắt đầu với những cái gì chúng ta có. Cảm ơn các bạn. Chào bạn, chúng ta bắt đầu cùng nhau với video so sánh của lô 2. Các bạn nhìn này, đây là cấu hình chúng ta chạy với i3-2120, RAM 8GB và các màn hình đó là GTX 650. Đó, setup cấu hình để chơi game PUBG này. Belly Lao các bạn nhé. Vì card GTX 650 bản 2GB này không phải là một loại card quá khỏe của dòng này. Vì vậy là chúng ta sẽ setup ở Valilao. Đó các bạn nhìn cảm giác lúc chúng ta nhảy dù này. Khi các bạn đã chơi được PUBG thì các bạn sẽ chơi được FIFA. Vì vậy mình sẽ không test FIFA Online 4 cho các bạn nữa. Đây là trải nghiệm thực tế nhất và mình quay bằng điện thoại cho các bạn. Không qua biên tập mà cũng gần như không qua khẩu kỳ. Đó, chưa kịp gì đã kịp chết rồi. Toàn chúng ta về với đất mẹ bao la. Bòm chiêu. Bây giờ chúng ta sẽ sang test với Cebu i3-3240. Tất cả cấu hình sẽ không thay đổi. Chúng ta nhìn cái tỷ lệ FPS của hai cái máy. Các bạn tự so sánh nhá. Chúng ta nhìn cái FPS của hai cái máy i3-3220 và i3-3240. Các bạn tự nhìn và tự so sánh. Setup mưa quỷ đấy. Đó, hai map nó khác nhau vì vậy nó cũng có sự chênh lệch, nhưng gần như chúng ta không thấy sự thay đổi quá lớn khi chúng ta dùng hai con Cebu này. Về mặt thực tế thì giá thành của hai sản phẩm này cũng chênh lệch nhau không quá nhiều giữa i3-2120 và i3-4GU. Tôi bắn PUBG quá đỉnh. Và i3-3240 và i3-2120. Còn đây là sâu cấu hình thực tế cho các bạn xem này. Vẫn RAM 8GB. Chúng ta chỉ đổi duy nhất đó là Cebu. Còn lại các bạn có thể tùy biến ổ cứng, tùy biến HD ổ cứng và nguồn. Các bạn nhìn này, đây là thông số của nó. Cùng chạy trên một socket đó là 1155. Một cái có bộ tần số là 3.3 và một cái 3.4. 3240 nhỉnh hơn một chút. Turbo không hỗ trợ, không hỗ trợ. Số lõi thật thì cả hai con như nhau là 2. Và cái công suất tiêu thụ thì của i3-2120 cao hơn. Còn cái đánh giá điểm tổng quan dựa trên nhiều yếu tố thì chúng ta thấy đó là i3-3240 cao hơn i3-3220 một chút. Các bạn nhìn để ý kỹ, đây là cái đánh giá của thế giới. Còn ở đây các bạn sẽ nhìn thấy một cái đánh giá nữa, có nghĩa là không sử dụng các màn hình thì sẽ có sự chênh lệch như sau. Các bạn nhìn hình vẽ này, nếu không sử dụng các màn hình, nếu các bạn chơi game mà chỉ có Cebu RAM không ý, on board của Cebu thì 3220 hay 3240 sẽ ngon hơn i3-2120 khoảng 67%. Đó. Còn khi các bạn chơi game mà đã có quạt màn hình thì cái chức năng này không hỗ trợ, không còn tác dụng nữa, các bạn để ý. Còn đây giờ là liên quan đến render video này. Các bạn nhìn hình thế giới tổng kết. Đây là render video. Thì khi các bạn dùng i3-3220 hoặc 3240, 3240 sẽ mạnh hơn 3220 một chút, thì cái tốc độ render sẽ
thực tế lớn hơn khoảng 35%. Đây là đánh giá tổng quan của thế giới với i3-21-20. Vậy là chúng ta đã có những cái đánh giá tổng quan của chúng ta. Nhưng khi render các bạn sẽ phụ thuộc vào quá nhiều các màn hình. Vì vậy cái này nó sẽ ít thấy, nó thể hiện nhiều. Render hay chơi game là là sự tổng hợp của cả RAM, CPU và các màn hình HDD và đường mạng cộng với nguồn. Không phải một cái nào có thể cân tem tất cả. Còn đây là đánh giá của Trung nữa. Đó là với 21-20 sẽ hỗ trợ RAM bớt 133 là maximum. Còn 3240 sẽ hỗ trợ bớt, đó là 1600. Công suất 65 và 55 chỉ cần quạt zin theo máy là ok, chúng ta không cần bận tâm đến tỏa nhiệt nữa. Vậy là chúng ta đã có những cái đánh giá chung nhất của chúng ta. Không có thay đổi quá nhiều nhưng giá thành sản phẩm không chênh lệch quá lớn. Vì vậy, tùy theo nhu cầu của bạn, các bạn có thể đưa ra lựa chọn sử dụng 3240 hay là 2120 cho từng cái túi tiền phù hợp nhất với các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Vậy là chúng ta đã xem xong video so sánh của lô 2. Các bạn cũng có cái nhận định riêng của các bạn. Chúc các bạn là building được những cái cây như các bạn mong muốn. Các đơn vị làm về máy tính và đồ công nghệ cần Lô 2 review những sản phẩm của mình thì vui lòng liên hệ trực tiếp với Facebook được Lô 2 để ở dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn hãy đăng ký và subscribe kênh YouTube của Lô 2, đồng thời chia sẻ để video này đến với cộng đồng. Một lần nữa cảm ơn các bạn và chúc các bạn sức khỏe và thành công. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn cần làm những video với ý tưởng của riêng các bạn thì hãy comment cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian để phục sự các bạn một cách sớm nhất và nhanh nhất có thể. Cảm ơn các bạn rất nhiều.